lắm nhá. Oh, lại mưa rồi các bác ạ. Đấy, nắng mưa là việc của trời nhá. Còn lấy xe về review là việc của em, và việc của em là phục vụ quý cô chú anh chị. Đấy, và hôm nay là có một số sản phẩm Tuấn Cương lần lượt báo giá cho anh chị em nhé. Một chiếc Vespa Spring 150 2022 rất là mới này, màu trắng Dio này, và một chiếc Spring 150 đấy 2023 luôn nhá. Đấy, rồi tiếp đến một chiếc Vespa Spring màu cực hot cực đỉnh hiện nay 2022 luôn. Rồi, và một chiếc Spring nữa màu đỏ cherry rất là đẹp luôn anh chị em nhé, giá chỉ có hơn 50 triệu thôi. Và một sản phẩm Super GTS dành cho các mạnh thường quân, đó là một chiếc xe Super GTS tháng 6 năm 2020 màu TST, màu vàng đúng màu cà vẹt, rất là đẹp luôn. Và sẽ có một video dài để lần lượt một chiếc xe này nhé. Và hôm nay thì Tuấn Cương cũng rất là vui đã bán được rất là nhiều xe. Đó, hôm qua lên sóng một số các cái dòng sản phẩm để báo giá cho anh chị em, thì hôm nay cũng đã hết rồi. Đây này anh chị em này. Đấy, mấy hôm bữa trước là Tuấn Cương quên rồi chết cha vào trong nhà, còn ô người ta bảo không biết gì, chết con mẹ luôn. Bây giờ là phải đó. Thì các cô chú anh chị em đồng nghiệp có mua bán trao đổi thì chia sẻ cho Tuấn Cương để Tuấn Cương đẩy vào những cái chỗ trống này nhá. Còn toàn bộ những cái xe bên ngoài Tuấn Cương sẽ đi một cái video dài để báo giá từng chiếc một cho quý cô chú anh chị. Và quý cô chú anh chị nào có bất cứ câu hỏi nào về giấy tờ thủ tục sang tên, hay là có những nhu cầu về cái xe Vespa thì cứ alo ngay bên dưới cho Tuấn Cương cái số điện thoại bên dưới nhá. Đó, và hẹn gặp video dài tiếp theo nhá. Rồi, như lúc đầu video Tuấn Cương đã giới thiệu cho cô chú anh chị một số sản phẩm đấy, thì bây giờ Tuấn Cương sẽ đi chi tiết từng chiếc một nhá. Đây, một cặp Vespa Spring, một chiếc màu trắng Dior bản 150, sản xuất và đăng ký 2022. Tất cả các cái phụ kiện theo xe. Đấy, trời càng ngày càng mưa lớn, nhưng mà không vì mưa mà làm ảnh hưởng đến cái công việc Tuấn Cương phục vụ quý cô chú anh chị nhá. Đấy, và quý cô chú anh chị thân mến, thì đây là những chiếc xe mà Tuấn Cương mới về trong ngày hôm nay. Tuấn Cương hôm cách đây vài bữa Tuấn Cương có lên một cái tút là cần mua các cái dòng sản phẩm xe về để phục vụ quý cô chú anh chị. Nhưng mà hôm qua đến nay thì mua được tầm hơn chục chiếc, thì chưa kịp lên sóng thì bán hết tiêu rồi. Đấy, chống nhà rồi. Và bây giờ là những chiếc xe về trong cái ngày hôm nay thì lại tiếp tục lên cho quý cô chú anh chị. Dơ cao lên tí cho nó khỏi mưa, mưa quá anh chị ạ. Và trước khi đi vào chi tiết những chiếc xe này nhá, thì quý cô chú anh chị đừng quên like xe, bởi vì Tuấn Cương bất chấp thời gian, bất chấp không gian, kể cả trời mưa bùng bão, tất cả anh chị em thấy đây mưa rất là lớn, nhưng không vì mưa, nắng mưa Tuấn Cương đã nói rồi, nắng mưa là việc của trời, còn phục vụ cô chú anh chị là việc của Tuấn Cương, cho nên là Tuấn Cương không có ngại nắng mưa nhá. Và bây giờ Tuấn Cương sẽ cho quý cô chú anh chị thấy một số chiếc xe Tuấn Cương đã phục vụ quý cô chú trong cái buổi livestream cách đây mấy hôm, và hôm nay các anh chị cô chú đã lên lấy xe và ủng hộ Tuấn Cương. Và bây giờ thì Tuấn Cương mời quý cô chú anh chị nhá xem lại những cái video, những cái thước phim mà Tuấn Cương quay lại, không phải là khoe mà để cho cô chú anh chị thấy là bên Tuấn Cương uy tín như thế nào, rồi cũng như là anh chị em đến với Tuấn Cương nhanh gọn lẹ như thế nào qua những cái kênh của Tuấn Cương. Trời đất mưa to quá, thôi tạm thời vào đây nói chuyện với khán giả xíu rồi nó đỡ mưa rồi ra nha, chứ bây giờ mưa hết rồi. Đấy, em vào hẳn trong nhà đi cho nó khỏi mưa, mưa quá cô chú ạ. Đúng là nắng mưa việc của trời, nhưng mà không thể cưỡng lại được, vẫn phải vẫn phải dừng livestream một chút xíu. Đó, thì bây giờ là cô chú anh chị theo dõi cái video này nhá. Đấy, cái video Tuấn Cương post lên đây.
Và anh chị nhớ like, share và đăng ký kênh cho Tuấn Cường nhé. Rồi, và bây giờ Tuấn Cường sẽ đi chi tiết chiếc xe đầu tiên. Bây giờ nó mưa, Tuấn Cường chỉ đứng đây để chỉ cho cô chú anh chị thôi nhá. Camera chỉ cần đứng bên trong thôi nhá. Ra đây nó mưa. Đây là chiếc xe như Tuấn Cường nói vừa nãy đó, là 150 bản trắng đen Dior, trắng vàng Dior chứ. Là một cái thương hiệu kết hợp với một cái hãng thời trang Dior rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này là bản 150 2022 và bán cho cô chú anh chị rẻ hơn xe mới rất là nhiều. Xe mới chỉ là 106 triệu, nhưng mà Tuấn Cường bán chỉ có 78 triệu thôi là anh chị em đã sở hữu được nó rồi nhá. Bản 150 2022 luôn đấy, và bảo hành cho anh chị tới 24 tháng này, và đồng thời bao tất cả các cái thủ tục cho anh chị, công chứng, giấy tờ, anh chị tất cả các vùng miền đều được bao ship nhá. Đó là con đầu tiên. Rồi, và con tiếp theo đó là con cũng bản 150, nhưng con này là bản 2023, biển số Sài Gòn, sản xuất và đăng ký 2023 luôn cô chú anh chị. Đó, và chiếc xe này là vừa mới về tức thì xong, biển số Sài Gòn, đầy đủ phụ kiện theo xe, đi được 2000 km. Và quên chưa nói, con này thì đi 33.500, con này là đi 2000. Đấy, thì con này mắc hơn một xíu bởi vì nó là sản xuất và đăng ký 2023, thì nó chỉ rẻ hơn xe mới tầm 20 triệu thôi. À, 25 triệu thì Tuấn Cường bán là 100%. Trời đất ơi, hôm nay ông trời kiểu gì vậy không biết, mưa. Rồi, đây, và đây là một trong những màu mà Tuấn Cường bán cái tuần vừa rồi. Tuấn Cường bán tới 4 chiếc xe này, hầu như khách đặt màu này và lên màu nào, lên con nào là bán con đó. Thì con này là sản xuất và đăng ký là 2023. Con này cũng là 23 luôn anh chị em nhé. 2023, một chủ từ đầu, đăng ký 2023. Và cái giá cho cô chú anh chị, để cô chú anh chị sở hữu em này thì cũng rẻ hơn so với xe mới rất là nhiều. Thì như con này là Tuấn Cường bán cho cô chú anh chị với giá chỉ có 71 triệu. Bao công chứng giấy tờ, bao rút hồ sơ các tỉnh thành, bao ship xe tận đầu giường cho quý cô chú anh chị. Đấy, tất cả các tỉnh thành, xa thì ship tàu, gần thì ship xe bán tải, và gần nữa thì cho nhân viên giao tận nhà cho quý cô chú anh chị. Biển số Sài Gòn nhá, tất cả Tuấn Cường bán ở đây là đều biển số Sài Gòn. Còn cô chú anh chị nào mà mua biển số ở tỉnh thì nó sẽ rẻ hơn 5 đến 10 triệu. Rồi, còn một chiếc đây. Đây, camera sang bên đây, sang bên nhà bên đây. Đó, cái ống kính cho gọn vào tí cho nó khỏi mưa. À, rồi, ok. Nay làm sao mà mưa lại còn bão nữa chứ, gió to ghê luôn á. Cho nhỏ đai đi tí ơi, mưa to này. Rồi, tiếp tục chương trình với một sản phẩm Vespa Spring 2020 màu đỏ cherry. Xin đừng gây ô. Gây ô là ăn mày luôn đấy. À, đằng nào tiếng tắm mà, kệ nó đi. Bỏ mẹ ô lại giờ chứ lại ô nó bay á. Tí nó cũng tắm mà. Con này 2020 bản cao cấp nhá, biển số Sài Gòn đỏ cherry,
mà giá thì cực kỳ hợp lý luôn, 59.500 thôi là anh chị em đã sở hữu được. Và xe mới thì vẫn là 85 triệu, chưa bao gồm thuế phí, bao gồm thuế phí nữa là 92 triệu. Anh em yên tâm, bán lúc nào cũng rất là rẻ nhất thị trường, và bao cam kết, bao đổi trả nếu phát hiện xe lỗi, bao đổi màu theo phong thủy, bao ship, và đặc biệt là hỗ trợ anh chị em góp qua thẻ tín dụng 0%. Rồi, đó, chiếc kế tiếp là một chiếc Super GTS dành cho các bác to cao bụng bự. Đó là chiếc Super GTS 125. Sản xuất là tháng 6, đăng ký lần đầu tiên một chủ từ đầu là tháng 6 năm 2020. Màu cát vàng hay còn gọi là màu TST mới bây giờ nha anh chị em. Rất là đẹp, màu đúng màu cà vẹt luôn. Với mức giá anh chị em không thể tưởng tượng được. Xe mới mua rất là mắc, hơn 100 triệu. Mà chiếc xe này chỉ còn có 52 triệu thôi. Bao ship, bao giấy tờ, bao rút hồ sơ. Anh chị em nào có nhu cầu sang tên, hỗ trợ dịch vụ luôn. Và xe này là không có thiếu bất cứ một cái gì, đặc biệt còn được lắp thêm một cái cảng đằng sau dành cho người ngồi đằng sau. Và những chiếc xe này là đều là những chiếc xe mới về trong cái ngày hôm nay. Thì như Tuấn Cường nói lúc đầu video đó, là Tuấn Cường cách đây mấy hôm Tuấn Cường có lên một cái sở tắt tút là cần mua một số các cái dòng sản phẩm xe để về phục vụ quý cô chú anh chị. Vì trong cái đợt vừa rồi thì gần như là Tuấn Cường lên sóng con nào là quý cô chú anh chị em ủng hộ con đó. Chính vì thế là cái số lượng người ủng hộ Tuấn Cường, các anh chị em đồng nghiệp cũng rất là yêu thương. Khi Tuấn Cường lên một cái video cái là một ngày Tuấn Cường thâu được hơn chục chiếc, và nói rất thật với anh chị em là về đến đâu hết đến đấy. Chính vì thế còn rất rất cần những cái dòng sản phẩm nữa để về đây để phục vụ các cái quý khách hàng của Tuấn Cường. Bởi vì trong cái thời gian vừa rồi thì Tuấn Cường bán có rất những nhiều những cái ưu đãi thì Tuấn Cường hay nói trong các cái video đó, cho nên là bà con cô bác ủng hộ rất là nhiều. Đó là một cái động lực lớn dành cho Tuấn Cường đó. Cô chú anh chị em thấy không, mưa bão không ngại và cũng không nản, thì công việc của Tuấn Cường là phục vụ cô chú anh chị đấy. Rồi, và bây giờ thì mưa rất là lớn và cũng đã hết xe rồi, không còn xe nữa. Đây, camera sang đây, anh chị em cô bác thấy không, gần như là trong cái tháng này là Tuấn Cường không kịp mua xe để về phục vụ cô chú anh chị. Cho nên là anh chị em yêu mến Tuấn Cường thì hãy like share nhá, để cho các quý vị nào mà cần những cái dòng sản phẩm Vespa lướt lát thì biết đến cái thương hiệu Tuấn Cường, và Tuấn Cường sẽ đền đáp và nâng cấp tất cả những cái dịch vụ của Tuấn Cường lên để cho quý cô chú anh chị được hưởng, và cũng như phục vụ được anh chị em nào thì Tuấn Cường sẽ hết lòng phục vụ quý cô chú anh chị em. Một lần nữa cảm ơn tất cả những quý cô chú anh chị và các bạn bè đồng nghiệp đã yêu thương Tuấn Cường trong thời gian qua và đã chia sẻ cho Tuấn Cường những chiếc xe rất là mới, cực kỳ là keng để về Tuấn Cường phục vụ những khách hàng của Tuấn Cường. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các quý vị trong những cái video kế tiếp của Tuấn Cường. Và quý cô chú hãy đừng quên like, share và đăng ký kênh cho Tuấn Cường nhé. Còn có tất cả những cái thắc mắc gì hay là những cái câu hỏi gì về liên quan tới xe, chẳng hạn như giấy tờ, góp hay là sang tên đổi chủ hay rút hồ sơ, thì comment bên dưới cho Tuấn Cường có số điện thoại để trên màn hình đó nhé. Bye bye! Rồi. Video Tuấn Cường post lên đây.
và anh chị nhớ like, share và đăng ký kênh cho Tuấn Cường nhé.